Thông tin từ Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, thời gian qua, Bộ Thông tin Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, xây dựng quy trình xử lý các nghệ sĩ sai phạm. Hiện Bộ Thông tin Truyền thông đã làm hết tất cả những nội dung liên quan và chuyển sang Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổng hợp thành quy trình chung nhằm hạn chế sự xuất hiện của các nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trên sóng truyền hình, báo chí và các sân khấu nghệ thuật biểu diễn. Thời gian qua, dư luận trong nước thường xuyên phản ánh hiện tượng giang hồ mạng. Các biểu hiện của người được gọi là giang hồ mạng như sử dụng ngôn từ không chuẩn mực hay làm các video clip bạo lực, ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục đều đã có chế tài xử lý. Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông, thời gian qua, Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ nhằm chấn chỉnh hiện tượng này. Nhiều đối tượng được gọi là giang hồ mạng đã bị xử lý hình sự. Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã có những liên hệ đối với các nền tảng xuyên biên giới và doanh nghiệp trong nước, yêu cầu tham gia đấu tranh nhằm hạn chế hiện tượng giang hồ mạng, đặc biệt là với các nội dung có yếu tố bạo lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm tổ chức cá nhân.